Thưa quý vị, chương trình truyền hình trên HTV và tối nay gồm có những tiết mục sau đây: 12 giờ thời trang và cuộc sống, 12 giờ 30 phút trò chuyện cuối tuần, 13 giờ 15 phút thế giới vui nhộn, 14 giờ kiến thức tiêu dùng, chăm sóc da tuổi dậy thì, 14 giờ 30 phút kiến thức dinh dưỡng hương vị trà, 14 giờ 50 phút gia đình A cộng, 15 giờ 10 phút khoa học phát triển đến với những ước mơ, 15 giờ 30 phút phim tài liệu tin ở tình yêu, 16 giờ sống nơi quan giả, 16 giờ 50 phút quả táo đỏ, 17 giờ chiếu phim phiêu truyện Trung Quốc Thái hậu Bắc Ngụy tập 11 và 12, 18 giờ bản tin kinh tế, 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo, 19 giờ tình yêu của mẹ, 19 giờ 50 phút tin thế giới, 20 giờ chương trình siêu thị may mắn, 21 giờ chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 20 phút khám phá, 21 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam KTX tập 33, 22 giờ 30 phút tin trong nước, 22 giờ 45 phút chiếu phim phim truyện Mỹ tên trộm Hudson, 23 giờ 55 phút tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chuyện hôm nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.